Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến nội dung thực hành kế tiếp. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cách xác định các chân đấu điện của động cơ block và sơ đồ đấu điện cho động cơ. Thì ở cái phần lý thuyết chúng ta vừa học là động cơ gồm hai cuộn dây. Gồm hai cuộn dây thì chúng ta thấy là cuộn làm việc hay còn gọi là cuộn chạy, cuộn đè, ta còn gọi là cuộn khởi động. Cấu tạo bên ngoài vỏ động cơ thì khi đưa ra thì ta chỉ có ba chân thì đang được ký hiệu là chân trung, chân chạy và chân đè. Thì lúc này chúng ta thấy là hai cuộn thì người ta sẽ khi lắp đặt xong thì nhà sản xuất sẽ lấy một đầu dây của cuộn chạy, một đầu dây của cuộn đè và đưa ra ngoài vỏ động cơ, được gọi là dây trung hay chân trung. Đầu dây còn lại của cuộn chạy ta được gọi là chân chạy, đầu dây còn lại của cuộn đè ta được gọi là chân đè. Thì chúng ta thấy là cuộn chạy là cái cuộn có tiết diện dây to và làm việc liên tục trong cái thời gian dài, thế nên là sẽ chịu được dòng lớn, nhiệt độ cao. Đối với cuộn đè chỉ khởi động tức thời trong một cái thời gian rất ngắn, thế nên chỉ làm việc trong thời gian rất ngắn. Vậy lúc này để khi động cơ block kín để ta xác định làm sao để biết được đâu là chân trung, đâu là chân chạy và đâu là chân đè thì chúng ta sẽ phải đo. Thì chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ vạn năng để chúng ta đo. Thì chúng ta thấy là có khi đưa ra ngoài vỏ có ba chân, chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa biết được đâu là trung chạy đè, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có ba lần đo. Thì các em nhìn lên sơ đồ, ví dụ như trung chạy là một lần này, trung đè là hai lần này, và chạy đè là ba lần. Thì chúng ta thấy là chạy đè là ba lần thì chạy đè sẽ có cái giá trị điện trở lớn nhất, đang hai cuộn dây đang mắc nối tiếp nhau thì chạy đè sẽ có giá trị điện trở lớn nhất, thì chân còn lại sẽ là chân trung. Thì khi biết được chân trung này rồi thì chúng ta sẽ đo lại sang hai chân chạy đè. Thì do cuộn chạy làm việc trong thời gian dài nên có tiết diện dây lớn, điện trở sẽ nhỏ, còn cuộn đè sẽ có tiết diện dây nhỏ thì trở lớn. Thì lúc này ta sẽ đo từ chân trung đo sang chân chạy, chân đè thì trung chạy sẽ nhỏ hơn trung đè, thì lần đo nào có giá trị điện trở nhỏ đây chính là chân chạy và lớn sẽ là chân đè.